Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay là đêm 30 Tết này cho các bé đi giao thừa xong Mise, ice cream and tea. Trà sữa trong tay thì em bay cái lạnh rồi này ra xe máy ầm ầm luôn. Sản phẩm đó năm mới 10k 25k, đây cái lại 25k cái là mình thích kìa. Đi vào trong quán nhé cả nhà ơi. Kem ngon không? Xinh không? I love you, you love me, me say ice cream and eat. Chọn chưa con? Xem hỏi cô xem cái gì ngon thì... Chờ con ạ. Đây có rất nhiều loại này, 55k này. Mẹ lấy cái nào, con chọn luôn. Đây chốt đi, chốt đi. Em bên cạnh. Hình như là Super Sunday cái gì đó nhỉ? Super Sunday chọn. Đây này, mình chọn cái này này. Hai Super Sunday Chocola và một trà đá vuông, trà sữa nóng cái gì đây. Đây là hai cái này và cái này. Em một số nhá. Đây gọi. Đó hoa hồng. Này không mua bông hoa hồng này. Tặng Valentine bạn gái này. I love you, I know. Gì đây? You had me up the hello, I love you, I know. Đây là cái gì? Bông. Mắc quả giống như bông. Đây là hướng dương. Hướng dương mà hột to đùng này à? Cái này là cái gì ở hướng dương này? Các bạn trẻ thì ăn bên 30 em mâm chơi bao nhiêu tiền? Sao luôn à? Con là cái công này, mẹ chị là công này. À con mâm xôi à? Nhìn mà uống giống mẹ à? Special great chân hào lemon.